Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video test cặp loa BMB CSV450SE cho anh Vinh ở Long Khánh, Đồng Nai. Xin chân thành cảm ơn anh đã tin yêu Huấn Audio, đặt hàng ở ngoài Hà Nội chuyển vào trong nhà anh. Đây là cặp loa của anh, chữ BMB thì luôn xuất sắc. Con chất âm những dòng này thì đã đi vào huyền thoại, không có điểm gì chê trách cả, rất hay. Trong hát karaoke và trong nghe nhạc. Đây là cái hướng âm của cái tép. Hai đôi đấy, là một đôi đấy, hai cái đấy. Anh bảo làm video để quay cho anh ấy, để anh ấy nhìn. Đó, đây là cái tem của nó ạ. BMB CSV450SE trở kháng 8 ohm, công suất 500W, nước sản xuất là China. Cái dưới cũng vậy thôi ạ. Đây là cái tem góc của anh ấy, cả tem cào. Tem góc và tem cào đôi khi mất. Mình xin nói luôn là hàng SE và hàng C nhà mình bán ra như nhau, vì hai con chất lượng như nhau, không khác cái gì cả. SE thì hiếm hơn C. Sau đây mình test một chút cho anh ấy, test đường mic trước. Và mình cũng xin nói luôn là anh ấy mua luôn một cái mic này nhà mình luôn. Mic Magic T80. Hàng rất hay, giá rất là bình dân. Alo, 1, 4, 7, 1, 1, 4, 4, 7, 7, 1, 4, 7. Sau đây mình sẽ bật dọn nhạc. Mình cũng xin nói luôn, nhà mình mà test loa cho khách ấy, chỉ luôn luôn test bằng thứ nhất là một cái đầu đĩa thôi ạ. Xong thứ hai là nó sẽ xuống một chiếc vang số này, nó sẽ xuống đẩy luôn. Không bao giờ nhà mình dùng máy nén nhé, không bao giờ dùng e-quay, dây-dơ hay máy nâng tiếng hát cả. Đó, mình test loa là luôn luôn là test mộc luôn cho mọi người, không bao giờ có ăn gian bằng cách là equalizer hay là máy nén, máy nâng tiếng hát. Mình xin phép được dừng video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn anh Minh đã tin yêu Huấn Audio. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của mình trước cái này. Hẹn mọi người những video mới nhất của mình.